Ăn giúp mấy con. Con ăn đi. Nói ăn giúp mấy con phải không? Thì con ăn trước đi. Chơi chơi chơi. Rồi cái phốt kìa. Ok, con có nói xin chào mọi người chưa? Xin chào mọi người. Giờ mấy con thịt bò cải với mấy con ăn vegetable. Đúng rồi, cái vegetable đó con ăn không được, con cay lắm. Con ăn không được, con phải ăn kia đi. Con gà phải nhận. Ừ. Mọi người biết không, cái đó là mè gà đó mà mình đâu có dám nói cho chị ăn đâu. Cái gì dịnh 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 con đấy đổ. Ngon không con? Con ăn ngon không? À, tới giờ chị buồn ngủ là mắt chị đơ rồi đó. Cho chị ăn xong rồi múc cho chị miếng cơm. Đây mọi người, đây là cần nè, cần tây nè. Chút nữa mình sẽ ăn chấm ăn sống với miếng cơm. Ngon quá à. Ăn bóc luôn hả con? Chơi bóc luôn hay kệ? Sao cũng được hết nè. Quá ngon không con? Rồi chị hai ăn kìa. Chị hai không chờ cơm má mi ăn luôn. Ừ. Hả? Chờ má mi làm cơm mà xong là ăn luôn. Cơm đang nóng. Nè, sắp chín rồi. Ngon không? Ngon. Rồi. Má mi sẽ đút cho con ăn cái cơm nè. Mấy đứa nít lên sinh đẻ bên đây á mọi người, mình cho nó ăn lúc nhỏ vậy á, nó không biết nó ăn chứ mày mốt lớn lên á cái nó biết cái đó là gì à. Cái nhiều khi nó không ăn, thành ra từ nhỏ mình cứ cho nó ăn đó, cái nào nó ăn được thì cho nó ăn, rồi có đôi khi nó lớn lên cái nó không ăn nữa, nó biết là cái gì à. Mình có quen cái ông bác sĩ kia kìa, hồi đó hôm qua mình hỏi ổng thì con ổng có biết ăn hộp vịt lộn đồ này kia, ông nói cái gì ổng cũng cho ăn hết á, hồi nhỏ cái gì ổng cũng cho ăn hết á, nhưng mà lớn lên á thì tự nó thấy nó ghê quá không ăn thôi á, chứ cái giống gì nó cũng ăn hết trơn á, nó cũng ăn hết á, mà lớn lên cái nó biết cái nó ghê quá nó không ăn nữa. Cái chị này á là chị ghiền nước tương giống như ba chị với lại út của chị rồi nè. Nó ăn cái này con cũng phải bỏ một miếng nước tương vô nè. Nè con, giờ con tự muốn ăn nha. Rồi má mi ngồi đây má mi ăn với con ha. Để má mi giúp mấy lần video giúp má mi giúp mấy con ha. Đúng rồi, có mi con nữa mọi người mới thích coi, không có mi con mọi người không có thích coi. Đúng không? Ủa. Mọi người thích coi có mi con nữa mà. Đó, rồi có mì xanh nữa nè, mì xanh quậy quá mà. Đó, xịt vô. Ngồi ngay ngắn đàng hoàng con. Đó, mời mọi người ăn với mình nha. Đây là cái món cần tây nè. Cái nước này mình kho cũng lạc lạc thôi, không có kho mặn ha. Này kho mặn nó bắt cơm dữ lắm. Ừ. Mấy con ngồi ngay ngắn đàng hoàng. Con ngồi vậy má không chịu nha. Ừ. Hai mọi người. Cơm canh gì nguội hết trơn rồi. Nó hồi nãy giờ là hai đứa nó mình chuyển tới chuyển luôn, giờ mình chuyển tới khu vực này mình ngồi mình ăn luôn đó. Đó. Từ đây một ngày mà nó
sao quần ghét hai đứa đó nó. Cho mọi người coi. Đấy, mình nói chuyện mình không biết mình nói tới đâu nữa. Hai ta lên ngủ rồi. Mình thấy hầm sơ lên nguội quá là không ngon. Có người họ ăn cần tây này không được nè mọi người. Mình ăn được. Mình rất thích ăn luôn. Mình ăn được thì mình nghe nó thơm. Mà nó ngọt nữa. Ông xã mình thì ông kỵ cái mùi này. Ngon được. Chén cơm. Thì mọi người, mình ăn chút xíu cần tây nè. Thì cái trái này, cái này là ớt á, ớt rồi nhồi thịt ở trong đây má mình làm nè, đó. Rồi cái này là mè gà ha, mè gà với cơm. Đó, mời mọi người ăn cơm với mình nha. Cơm. Lúc muốn ăn cơm với con cái mà như mình nói là bữa ăn cơm với lại vợ chồng con cái rất là hiếm á mọi người. Chỉ trừ khi á hai vợ chồng mình được ngồi ăn chung á, là mình qua nhà của cái người chị với người em á, hoặc là qua nhà của người nào á thì có người coi con giùm á thì mới ăn được. Chứ nếu mà mấy mình ấy mà gọi là ngồi ăn chung mới là không được, chỉ là chồng ngồi ăn, vợ ngồi coi con rồi ngồi kế thôi thì có ha. Chứ mình ấy ngồi coi ăn chung là chỉ hôm qua là cái bữa rất là hiếm hoi ha, là mình mới có thôi. Mấy đứa con cũng vậy nữa, cho nó ăn xong là bắt đầu nó chơi chút xíu là tới giờ nó ngủ rồi, là mình đưa nó ngủ rồi mình mới có thời gian mình ăn. Mình vợ chồng mình á rất là quý cái không khí của gia đình, rất là quý, rất là tôn trọng cái thời gian mà vợ chồng con cái quây quần quanh nhau. Mình làm cái gì cũng vậy, mình cũng sắp xếp làm sao dù có bận rộn cỡ nào cũng vậy nữa, mình cũng ráng cố gắng sắp xếp cái thời gian để mà con cái với lại mình gần con cái nhiều hơn á mọi người nè. Cái món này má mình làm nè, mà má mình á thì giờ lớn tuổi rồi, làm gì cũng bá trúng bá phát thôi mọi người. Nhiều khi bắn ra 10 phát trúng được có 2 phát rồi ha. Thí dụ như cái bữa trước cho chả cá mình ăn, mình nghe nó lạc phèo không có ngon, mà kỳ này á rất là ngon, nêm thấm ngon. Vậy chứ mà kêu làm lần sau làm trật quất à, bữa mình hay ghẹo mình thấy tẩu quả nhập ma đó. Nói chung cũng lớn tuổi rồi mọi người, nhiều khi làm cái này xong rồi quên đi, bắn thời gian làm lại cái quên không nhớ, làm tầm bậy tầm bạ. Mình với ông xã mình đó là cái gì cũng vậy hết em, mình cố gắng thôi, còn cái kết quả nó đi về đâu thì mình không biết ha. Nhưng mà thì mình cứ cố gắng mình làm tròn trách nhiệm của mình đi cái đã ha. Luôn quên tắm nè. Cũng như á mình nói á, ông xã mình ông rất cái quan trọng cái thấy ổng vậy chứ ông ước ác á, ông quan trọng cái thời gian mà gia đình gần nhau thì cái gì cũng vậy, nó rút từ cái kinh nghiệm của bản thân. Như ông xã của mình á thì
cái ba của ông xã mình, ông như là hầu như ông lớn lên cả một cái tuổi thơ của ông lớn lên tới lớn luôn á, là ông chỉ gần mẹ thôi, ông không có gần cha. Tại vì ông già chồng mình á, ông là bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực ung thư da đó mọi người, ung thư á. Rồi bác sĩ chuyên về phẫu thuật nữa, chuyên khoa về ung thư da, rồi bác sĩ chuyên về phẫu thuật nữa, tất cả các loại phẫu thuật ha, rồi bác sĩ chuyên về giáo sư dạy học trường y khoa nữa. Thì các bạn biết một cái ông, rồi ở ngoài ổng có phòng mạch nữa. Tất nhiên là ổng nói là khi mà ổng lớn lên ổng chỉ biết ba ổng là bác sĩ, là ngoài ra là ổng thấy là cứ đi làm riết á, tại vì có nhiều khi ổng nói làm bác sĩ cực lắm mọi người, là tại vì là nhiều khi nói có khi ba chồng ổng sao đẹp về hôm đó, có khi ổng làm 24 tiếng 36 tiếng là chuyện bình thường, nhiều khi cứ ngủ chút xíu khoảng chợp mắt chút xíu là phải mổ ca khác rồi này kia. Tiền thì nhiều nhưng mà hầu như ổng hy sinh cả thời gian là cho sự nghiệp của ổng á, mà không phải nó giống như nó mình nói tiếng sự nghiệp thì giống như là cái đó là ổng thấy là cứu người đó mọi người. Thành ra ổng cuốn cuồng vô công việc rồi, ổng nào là ổng là giảng sư dạy học nữa. Thành ra má ổng là người nuôi mấy đứa con lớn, giống như ổng là người kiếm tiền vậy thôi. Thì sau này ổng về hưu rồi á thì ổng lại thương má chồng của mình á, là ổng bù đắp tất cả bởi giờ thời gian mà ổng nay là 80 tuổi rồi, ổng người về hưu nay mười mấy năm rồi. Thì ổng dành mọi thời gian cho bà hết, giống như là trả lại cái tuổi thanh xuân cho bà vậy đó, là kiểu như là chụp hình đầu cũng là chỉ có ba mẹ con đi du lịch đầu này kia, nói chung sống cuộc sống rất là sung sướng ha. Mà không lúc nào có chồng bên cạnh hết mọi người, lúc nào cũng chồng cũng ở bệnh viện hết, rồi làm suốt vậy đó. Nhiều khi ông về ông mệt là ông nghỉ, hiếm hoi lắm gia đình mới có đi du lịch chơi, là ông nói lúc còn nhỏ xíu á, còn sau này lớn lên á là chỉ có một mình ba ông làm nuôi ba người con thôi. Mà nói chung là như vậy, thành ra khi mà nhà ông á, mình cũng nói sơ là phía ổng, phía ba chồng của mình, mà phía ba chồng của mình toàn là trong cái ngành y khoa hết, nói chung không có liên quan, không có bác sĩ này cũng bác sĩ nọ cũng thẩm mỹ. Thì hầu như là phía ba chồng của mình là hầu như một cái gọi là cái gia tộc là làm y khoa hết ha. Rồi tới ba chồng của mình rồi xong cái người anh trai lớn của chồng của mình cũng là bác sĩ. Thì khi mà chồng rồi cái người em út cũng là liên quan về tới y khoa luôn. Thì khi mà chồng mình á là nói sơ thôi ha, là chồng mình á là học ổng cũng tính nơi gia đình bác sĩ hết, thì vòng vòng cũng suy nghĩ tới là bác sĩ thôi. Thì khi mà ổng đậu trường Bách Khoa với lại trường Bách Khoa với trường ổng muốn đi làm quân đội, mà lấy máy bay trong quân đội á mọi người. Cái trường đó nữa với cái trường thứ ba nữa là trường y khoa, thì ổng nghĩ là ui ổng có nhiều lựa chọn quá, ổng không biết lựa chọn nào, thôi ổng vô ngành y khoa. Thì khi đó má ổng mới khuyên ổng là thôi nhà bác sĩ không à, tao vòng vòng tao cứ nhìn qua nhìn lại thấy toàn là bác sĩ không mà, mà nếu mà làm bác sĩ á sau này á tội vợ mày lắm, nó sẽ khổ giống như má. Thì thôi anh mày nó lỡ đi bác sĩ rồi thì giờ, tại vì anh mày là chỉ giống như ông anh là ổng chỉ đậu được bác sĩ thôi thì ổng vô được bác sĩ, còn ông xã mình là ổng có nhiều cái sự lựa chọn, tất nhiên là cái ổng có thể vô bất cứ cái trường nào ổng muốn. Thì bà nói là nếu có sự lựa chọn như vậy thì mày chọn cái ngành khác cho nó khác cái gia đình đi, chứ mày chọn cái ngành này là kể như sau này vợ mày cũng là chờ tới 65 tuổi giống như bà vậy đó. Thì nói chung ông anh chồng của mình á cũng hình như giờ là vô cái nguồn máy của ba chồng của mình á, cũng là ổng là bác sĩ chuyên về não mà mổ não rồi dạy giảng sư trường đại học y khoa luôn. Thì nhưng mà khác một cái là ổng này ổng không muốn có con, thành ra ổng cả một cái tuổi thanh xuân cả cuộc đời ổng có thể kêu bằng hiến vân cho sự nghiệp và cái ngành y khoa của ổng, ổng theo cái đam mê của cái gia tộc của ổng. Còn ngay từ nhưng mà ổng đã xác định từ ở tuổi ở khi ông độc thân rồi, ông hình như nay là sinh năm 75 là 44 tuổi đó, là ngay từ ban đầu là ông đã không muốn có vợ có con rồi, cho nên cái chuyện đó là bà má chồng biết. Còn chồng mình á là cũng bình thường, không ông muốn có gia đình rồi đàng hoàng. Thì khi bà khuyên á, bà nói là thôi đừng có đi theo cái ngành đó, mình đi theo ngành đó là giống như ba vậy đó, là kể như là con cái lớn lên không ít có thời gian gặp.
rồi giống như má vậy nè, là chờ tới già, chờ ba tới già luôn, cái kiểu hình thức vậy đó. Cho nên chính vì vậy mà ổng chuyển qua cái nghề của ổng là kỹ sư ha mọi người ha. Thì cho nên chính vì cái từ cái kinh nghiệm bản thân của ổng á, cho nên ổng rất là quý những cái giây phút mà ổng dành cho con ổng. Thì tại sao mình đem cái chút xíu về cái gia đình của ổng ra để mình nói, để mình giải thích cho các bạn biết là chính vì vậy mà khi mình hay chồng mình cưới nhau á, là ổng rất là quý trọng những cái giây phút mà gần vợ gần con, hoặc là ổng có thời gian chút xíu nào ổng dành cho coi vợ con, là ổng rất ổng sẽ làm, ổng không có muốn. Các bạn nhiều khi biết không, nhiều khi mà có những lúc mà vợ chồng mình ngồi ăn cơm vậy, điện thoại ổng reo, ổng không bóc, là ổng không bóc á mọi người. Ông không bóc, ông không làm bất cứ cái gì, là lúc mà khi mà gia đình ổng đang chơi, hoặc là ổng đang chơi với con ổng cũng vậy nữa. Nhiều khi cái mình vậy mình la, mình nói là khi mà người ta phone như vậy, cái tính mình thì khác. Ai mà phone á, thà không thấy cái phone này thôi, nếu thấy cái phone nào mình phải bắt. Dù bắt lên mình nói à, mình đang bận hay này kia, mình cũng phải bắt nha mọi người. Trừ khi mình không bóc bên phone bên mình, hoặc là mình quên á, thì mình mới không bóc thôi. Chứ là hả, có phone là mình phải bóc, chứ không bao giờ. Dù không thích hay người thích người đó thì cũng vậy, cũng bóc lên. Rồi nhiều khi mình bóc lên mình tắt cũng được nữa, nếu mà cái người mình không ưa nó, gọi là thí dụ vậy. Nhưng mà ổng tuyệt đối là không bóc. Nhiều khi mình thấy cái phone đó của người quen của ổng, hay là anh em ổng mình mở phone qua này kia, mà mình kêu ổng bóc, ổng nói no, cái đó nó phone nó hỏi thăm, ổng biết gia đình ổng mà không có gì đâu, có gì nó nhắn tin rồi. Ổng nói lúc ổng với gia đình à, tại vì ổng cũng làm rất là bận ha, ổng bận lắm. Thành ra ổng nói là dù lúc ổng dưới chơi với con ổng này kia, ổng không có muốn phiền hà cái phone hay gì hết á. Cho nên á, mình hay la ổng, mình nói nôn phải bóc, tới với mình là phải bóc, bóc lên. Rồi mình nói là mình bận cũng được, chứ không có làm vậy. Nhiều khi mình đâu có biết cái đầu bên kia người ta có một cái vấn đề gì mà người ta cần mình giúp hay này kia, mọi người biết không. Nhất kỳ nhất là 7 giờ to, nói chung là ban đêm phone là càng mình càng phải bắt nữa. Chứ không có chuyện mà nói ngủ rồi mình buồn ngủ mình không bóc. Dù buồn ngủ mình cũng nhắn lên, mình nói ờ mai mình nói cái này kia, chứ không bao giờ không bóc hết á. Thì ổng á, rồi thuộc cái dạng á, mình kho cái này ba trợn mà họng mà ngon quá mọi người. Bỏ chút xíu cà ri, bột cà ri, nước mắm, bột ớt rồi vô kho ngon kìa. Cho nên á, ông nói á, mà mình thấy cũng đúng. Mình áp dụng cái trường hợp của chợ, cho nên là mình nói ra đây là gia đình mình đó, dù bận bất cứ cái gì cũng vậy nữa, con cái mình tập cho nó một cái thói quen đó, nó gần gũi cha mẹ. Bởi vì con của mình á, không phải á, trừ khi có một mình ở nhà mình phải làm công chuyện á mọi người, mình bắt tivi lên mình cho con mình nó chơi nó rồi mình làm công việc ha. Nhưng mà con của mình ngay từ nhỏ là mình tập cái kiểu mà giống như mình giao tiếp với nó rất là nhiều, communication với nó rất là nhiều. Mỗi lúc mà mình đi lái xe, mình chở con mình á đi qua nhà gửi á, là trên con đường lúc nó mình gửi là có 1 tuổi thôi nha mọi người, lớn hơn Misan có chút xíu, mà lúc đó chỉ nói trước Misan nó chậm hơn chút xíu. Là trên đường các bạn tin không, mình đi không bao giờ cảm thấy mình tưởng tượng mình lái xe con mình ha. Mình lái xe cứ bé 1 tuổi sao mà mình hát hò từ cái lúc mà mình bắt pick up nó, mình hát về tới nhà luôn. Mình hát rồi mình nói chuyện y chang như là nó là người lớn vậy, y như là ô xe đó phải xe của ba ba không. Rồi tới lúc mà nó lớn theo cái tuổi nào thì mình có những cái câu chuyện mình nói theo cái tuổi đó ha. Còn lúc nhỏ thì cứ là mình hát hết, thành ra cái bài hát Việt Nam nào nó cũng biết qua mình hết. Có nhiều khi mình tự tạo bài hát nó hát theo mình luôn. Nó là rồi còn về nhà, còn ba nó mà về một cái hả, là bắt đầu là cha con là chơi với nhau. Nói chung là ổng chịu dành thời gian. Còn cuối tuần á, ít làm gì làm cũng phải có một thời gian ổng dẫn đi park, đi này đi kia chơi, dù 15 phút 20 phút nhưng mà ổng muốn dẫn đi nó đi chơi mọi người ha. Cho nên mình nói á, là bởi vì nhiều khi á,
mình nói là mình đây không phải là mình khoe khoang cái cách mình dạy con hay là cái cách mình sống hay mọi người, cái này mình chỉ chia sẻ về cái cuộc sống của mình cho mọi người nghe, thì mọi người nào thấy hay thì áp dụng, còn không thấy hay thì thôi, chứ không phải là dạy ai cái gì hết mọi người ha. Rất là thấm, quá ngon luôn, không phải dạy ai gì ha. Như á, mình có quen cái anh này mà không phải mình ảnh, mà đa số ở đây á, các bạn mà ở nước ngoài á thì biết hay nghe cái dạng nào, con cái xứ này lớn lên á cũng dọn ra ngoài hết, cho mình đi vô dưỡng lão hết. Cái gì cũng con cái xứ này. Mình xin lỗi các bạn nha, Việt Nam cũng có nha, chứ không phải xứ này mới có ha. Nói gì là vậy á. Mình nuôi nó cho đã, rồi rốt cuộc nó cũng vậy à. Xứ này nó lớn lên là nó như vậy hết. Nó có gần gia đình, muốn về C2, C3 đi đâu chơi mua miếng quà vậy thôi, chứ không có còn ấy là nó biến, nó không thấy mặt, chỉ có dịp lễ dịp này dịp nọ thì nó về nó hỏi thăm rồi ha. Mình nghe rất nhiều trường hợp đó, nói rất nhiều luôn. Thì theo như mình đánh giá, mình đưa ra cái ý kiến riêng của mình nha mọi người, mình khuyên mọi người á là phải nên chấp nhận, phải xin suy nghĩ thoáng hơn. Có nghĩa là thứ nhất là phải chấp nhận cái sự thật, nó là cái nền văn hóa ở đây, nó đã dạy tụi nó như vậy. Thứ hai, không phải là cái xứ này, cái xứ nước ngoài Tây Phương này nó dạy đâu, chính bản thân gia đình mình dạy nó như vậy, chứ không phải là tự nó như vậy ha. Nhiều khi á, mình cứ đổ thừa cho xã hội, đổ thừa cho cái nền văn hóa bên đây, nhưng mà cái người đổ thừa trước nhất là chính bản thân mình đó mọi người. Mình cứ quy chụp lên cho cái xã hội, quy chụp lên cái nền văn hóa của Tây Phương, nhưng mà thực chất á là mình. Mình nói cho các bạn nha, mình nói đây là cái số đông nha mọi người, chứ mình không có nói là mình thấy một người hai người, mình nói khoảng số đông. Đa số người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang cái tâm lý là mình không có nói những cái người mà qua với cái diện sau này á, sau năm 2000, nói chung là cho mình nói cho 2010 đi, 10 năm về đây đi, những cái diện sau này đi là những cái diện gia đình khá giả, du lịch, định cư tự do, định cư theo cái diện gì, chứ không phải là dạng như mà gì tị nạn như hồi xưa ha, hoặc là có những cái hình thức khác mà gọi là khổ mới đi ha. Thì mình nói cho mọi người đó biết là trừ mọi người mà đi dưới diện khá giả ha, thì đa số nha, những người đi như cái diện của mình đi là thuộc diện làm bảo lãnh, nhưng mà bảo lãnh với hình thức là cái con đường của mình chọn đi là tại vì mình ở bên Việt Nam mình khổ quá cho nên mình mới đi nó, thì nó khác cái tị nạn cái nước là mình không ở đảo. Chứ thực sự cái điểm xuất phát đó, nó giống nhau là khổ cho nên đi ha. Chỉ có nước là người ta ở tị nạn, mình đi bằng máy bay vậy thôi. Thì á, mình luôn luôn mang cái tâm lý là cái tuổi trẻ của mình nó quá khổ, cho nên á, hy sinh đời mẹ củng cố đời con. Mình hy sinh đời mình đi. Những gì mình không có thời tuổi trẻ,
tuổi trẻ của mình á cực khổ quá, mình có thời gian quá nhiều nhưng mà mình không có vật chất, thì họ cho đó là cái sự thiếu thốn quá nhiều. Cho nên khi mà họ đến đất nước này á, họ nghĩ họ hy sinh đời mẹ củng cố đời con, là họ tập trung vào bồi đắp những cái mà ngày xưa họ thiếu. Có nghĩa là ngày xưa họ thiếu vật chất rất là nhiều mà họ dư thời gian, cho nên bây giờ họ lấy ngược lại là họ đem cho con họ vật chất rất là nhiều nhưng mà thời gian họ không có cho con họ. Thì mình thấy ở đa số những cái gia đình Việt Nam là đi qua đây, có thể là cha mẹ, mình không có nói những cái người mà thành đạt giàu có tỷ phú triệu phú, những cái người đó thì họ không có đang coi video của mình hiện giờ ha. Mình chỉ nói những cái cấp trung lưu bình thường như mình, những cái người có một cái công việc làm ổn định đời kia thôi ha. Thì qua là cứ nghĩ như vậy thì năm ra bù đắp cho con. Mình không biết tiếng Anh thì bây giờ là con mình nói tiếng Anh là nó tự là họ rất là vui tự hào, mà họ quên được một điều, họ sống xứ này nó phải biết tiếng Anh là cái chuyện bình thường ha. Nhưng mà họ cảm thấy tự hào về con họ, bất mọi thứ. Nói chung là những cái gì mà họ không có thì họ dồn hết cho con họ. Thì khi họ không có được đi học, không có được đi học ở bên đây, họ không được cái này cái kia thì họ dồn vô cho con họ. Thì cứ nói là có những cái sai lầm á, làm các bạn biết không, ở nước ngoài này á, con chủ cả giàu có của Tây Phương á vẫn đi làm bạc tham bình thường nha mọi người, nhưng mà đối với con Việt Nam là các bạn sẽ không bao giờ thấy, không bao giờ thấy nha. Trừ khi cái đứa đó mà nó đi làm thêm á, là cái gia đình á là nhiều khi quá thiếu, hoặc là nhiều khi cha mẹ nó không, nó bỏ ngơ nó thì nó mới đi thôi. Chứ đa số là con cái, mình nói cái phần đa số nha, chứ mình không có nói phần tiểu số. Tất nhiên là nó cũng có một phần vài phần trăm đó, nhưng mà mình nói cái dạng là đa số là cứ con cứ học đi, con cứ học tới cỡ nào, con học tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ gì cũng được, miễn con học tới cỡ nào là ba mẹ sẽ nuôi cho con tới cỡ đó. Là con không có được đi học, đi không có đi làm bậc thang, hiếm khi lắm đó đi làm bậc thang. Từ khi nó quá cần gì đó cho nhu cầu cá nhân của nó thì nó tự đi làm là khác ha. Chứ mà nói mà gọi là đi làm để mà đóng tiền học hay là này kia là hầu như là không có cái chuyện đó ha. Đó. Thì cứ con cứ lớn theo cái thời gian nào á thì cứ chu cấp theo cái thời gian. Con còn nhỏ thì cứ mua, cứ nghĩ là mình phải đi làm suốt để mua đồ chơi cho nó cho nhiều vô à, rồi đồ chơi cho nó. Lúc mà tuổi nó lớn lên chút xíu á, nó có cần quần áo đẹp, mua quần áo đẹp cho nó. Lớn lên chút xíu nó cần một cái phone, hay là nói chung là nhu cầu của con đi tới mức nào thì cha mẹ cứ cung ứng vô cái đó. Chứ nó tất nhiên là con nó không có tập, mình không có tập cho con một cái tính tự lập ở cái mức độ là, không phải là gọi mình nói tự lập. Có nhiều người là xài cái từ tự lập ở những cái theo như mình thấy là nó không đúng chỗ ha. Thì mình không có tập cho con hiểu được cái giá trị của đồng tiền. Tất nhiên là nó không cần mơ ước một cái chuyện đó, làm sao để có cái đó, tại vì nó chỉ cần nó nói nó thích là cha mẹ nó đã cho rồi, nó cần hàng thích. Cho nên nó không giống như ông xã mình hay nói, mình tập cho con mình không biết giá trị của món quà đó, giá trị, đừng nói giá trị đồng tiền nha, giá trị của món quà đó. Ví dụ mình cho con một cái gì đó thì nó không, nó thấy những cái vật chất đến với nó quá dễ dàng thì nó cảm thấy cái đó quà đó nó cũng không có giá trị nữa mọi người. Nếu mà cái phone này hư, cái phone khác ra đời thì nó đổi thôi, chứ nó không có cảm thấy cái giá trị. Cái phone đó là cái phone đầu tiên của ba mình mua cho mình, là mình giữ cho nên nó hư hay là nói chung là sao. Nói chung các bạn hiếm thấy một cái sự quý về cái vật chất đó của những cái đứa con. Thì mình không bao giờ tập cho con mình ở cái điểm đó hết mọi người. Mình lúc nào mình cũng, ví dụ mình đi mua cái gì đó là mình nói là nó, mặc dù nó bé của mình mới có 4 tuổi thôi, nhưng mà khi mua nó, mình đã tập nó từ lúc 2 tuổi rồi. Mua gì mình nói là ba ba là working so hard, ba ba làm rất là mệt để ba ba có tiền, cho nên một tuần thì con chỉ mua được một thứ thôi. Hoặc là nhiều khi đi cái mình nói là má mi không có tiền, má mi ở nhà là không có working, là không có tiền, là nó hiểu được là không có đi làm là không có tiền, chỉ có người nào đi làm thì người đó có tiền thôi. Nó cho nên nó khi mà nó thấy út nó của nó đi làm mà nó xin tiền út nó là nó biết cái út nó là có tiền, còn mình là nó không dám xin, nó biết là mình không có tiền. Nó là đại khái là ở cái lứa tuổi này nó đã biết đi làm đồng tiền ở đâu mà có, đồng tiền là chỉ có đi làm mới có tiền. Nó cái thứ nhất.
Cái thứ hai nữa mình muốn giải thích là do mình khi mà mình cho con mình mọi thứ khi mà nó không cần ao ước là nó đã có, thì nó đâm ra nó không có hiểu được cái giá trị của cái món đồ mình có. Nó không hiểu giá trị đó đã đành đi, nó cũng không hiểu được giá trị cái sức lao động của cha mẹ nó để ra. Tại vì nó cứ nghĩ là nó có cái đó là niềm kiêu hãnh của cha mẹ. Đâm ra mình tự đưa con mình lên một cái bậc quá cao, thì nó cứ nghĩ là giống như là nó là cái mặt mũi cho mình vậy đó, các bạn hiểu không? Thì mình thấy đó là cái sai lầm. Thì có nhiều người trường hợp hay nói là con anh nó lớn lên á, bây giờ hả là nó đi nó ra ngoài nó ở với bạn gái rồi, chỉ có lễ Noel sinh nhật này kia nó về nó ok không mommy ba rồi này kia rồi tặng quà vậy kia thôi rồi mấy nó biết, chứ còn mấy là hoàn toàn không thấy. Thì em ơi làm gì làm sao, này già mình cũng đi vô viện dưỡng lão mình ở à, chứ không có đứa nào thấy khe mình đâu này kia. Làm gì mà có một buổi ăn cơm với con của mình, không bao giờ có buổi ăn cơm. Nó là giống như nó ăn ở ngoài hay là đi đâu này kia, về nhà cứ hai papa mama là chui rút vô phòng, hoàn toàn là không có thời gian với mình à, đâu có phải như tụi em. Tại vì cái tuổi của mình ở đây nó vừa, nó lỡ cỡ giữa cái sinh đẻ ở bên đây mà nó cũng vừa bên Việt Nam á mọi người, cho nên họ hay so sánh con mình với con họ hay này nọ. Thì mình thấy trong cái lời than trách đó cũng có phần đáng thương mà cũng có phần đáng trách ha. Thì mình cái này là ở cái quan điểm của mình thôi nha. Thì các bạn biết không, bây giờ mình hay thấy cái trào lưu gọi là mình muốn con mình tự lập. Nhiều khi các bạn nói cái chữ tự lập đó không biết các bạn có hiểu hay không. Có nhiều khi mình thấy nè, giống như con, cái này là trường hợp của mình nha các bạn, mình biết mình nói cái này ra có nhiều gạch đá lắm, nhưng mà mình cũng phải nói là giống như con mình á, nó vẫn còn ngủ chung với vợ chồng mình. Thì á cái đó là mình biết mình không có trúng, tại vì thời đại bây giờ là mình cố gắng để cho con ngủ riêng thì nó tốt hơn ha. Nhưng mà cái đó là giống như mình nói là cái nào mình thấy hay thì mình sửa, nhưng mà cái phần nào sai thì mình cũng nhận, cái đó là mình cũng nhận là mình sai ha. Nhưng mình cũng ngoài cái sai đó mình cũng có một cái lý do để biện hộ cái sự sai đó. Thì mình nghĩ là nó như vậy, sau khi mình nghe những cái câu chuyện như cái anh đó hồi nãy nói là cứ trách sau này con cái nó như vậy á, thì mình tự nghĩ là như nè, mình khuyên mọi người một câu là khi đã mình dấn thân vào chơi một trò chơi nào đó thì mình phải chơi tới cùng. Đã vào cuộc chơi thì phải hiểu cái luật chơi, có nghĩa là khi từ cái gì cũng là cái quy trình của cái đứa trẻ nó lớn lên, nó đẻ ra nó không biết cái gì hết, nó cần tất cả mọi sự giúp đỡ của mình, thì giống y chang như sau này cái người già mà khi mà nó già rồi nó trở lại cái quy trình của cái điểm xuất phát. Hai cái điểm nó thực sự nó giống nhau, nó chỉ là cái mang cái tính chất hoàn toàn khác nhau, là hai cái y như là người ta nói là nó chỉ chuyển từ dạng, cái bản chất nó là ở đó, nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác, có nghĩa là cái dạng này là dạng trẻ mà dạng này là dạng già, mà thực chất cái bản chất của nó là hai người này là cần sự giúp đỡ và không còn biết cái gì nữa hết, đúng không? Cái người này cần đút ăn thì cái người này cũng cần đút ăn, cái người này cần đi washroom cái người này cũng cần đi washroom, hoàn toàn giống nhau các bạn. Nếu các bạn chỉ là bên già một bên trẻ, một bên bắt đầu và một bên sắp kết thúc ha. Thì khi mà các bạn biết không, khi mà con mình á, theo cái thời đại hiện giờ á, thì hay nói là mình tập cho con mình cái tính tự lập, ngủ riêng à, rồi à, thí dụ như là làm cái gì cũng tự làm hay là này kia, hay mình thấy cái điểm đó hay. Nhưng bởi mình nói là đã bắt đầu cuộc chơi thì phải biết luật chơi. Thì chính vì các bạn tập nó tự lập từ nhỏ, cho nó ngủ riêng một mình, đối với mình thì mình làm không được. Mình cảm giác tự nhiên con mình nó chưa có biết. Nếu mà nó biết nói đau, nói đớn, nó biết cái này cái nọ, hay ban đêm ban hôm có chuyện gì á, mình qua mình canh nó, rồi có trễ không hay này nọ, mình cũng sợ, mình nói chung mình suy nghĩ nhiều, cho nên mình con mình phải nằm kế bên mình mới yên tâm. Thì nó là nó chính vì vậy mà bây giờ nó, ông xã mình là người Tây phương nha các bạn, mà bây giờ ông nhận có ai mà Tây phương mà làm được như vậy không? Mình không biết ha, nhưng mà đối với ổng là vẫn ngủ chung đồ này kia, thậm chí bây giờ là ngủ mà đi xa thì ổng còn nhớ nữa ha, ổng còn nhớ cái cảm giác chật chội như vậy. Ổng nói một đi, nhất là ổng đi công tác mà ổng thấy mà ổng nằm có một mình, ổng cũng thấy là rất là trống trải, không có con ổng bên cạnh. Thì các bạn biết không, thì mình cứ nghĩ mình tập nó từ nhỏ đúng không, mình cứ nè nghe mình, các bạn nghe mình kỹ nha, lúc nhỏ mình tập nó ngủ riêng. À, mình tập nó, rồi thứ hai nữa là khi mà nó lớn lên á, mình tập nó tất cả mọi thứ tự giác nè, tự làm đi con. Con ăn á, ví dụ như con mình lúc nó còn nhỏ nó chưa biết cầm cái chén ăn, mình cho nó cầm ăn bể hay này nọ, thì mình nói thì cứ tự giác đi con.
mình phải nên nhớ cái giai đoạn nào mình phải giao cho nó. Con mình, xin lỗi nha các bạn, mi con á, đến tuổi mà mới năm nay mình mới cho tự động cầm chén ngồi ăn nha, chứ trước đó là mình vẫn còn đút. Tại vì mình tập nó sớm, biết rằng tập nó hay, nhưng mà mình tập đó rồi mình bực đó là tại vì nó chưa có phát triển tới đó được, giống như nó không có tự muốn ăn hay này kia, mình cho nó ăn là nó đổ đồ này nọ. Nhưng mà Tây Phương là nó tập cái đó, chính vì vậy Tây Phương nó tập con nó từ nhỏ, tại vì nó tham gia luật chơi mà nó hiểu luật chơi, nó tập con nó từ nhỏ. Thì các bạn cứ nghĩ đi, lớn lên thì mình trở về già thì con mình nó áp dụng cái luật chơi lại, có nghĩa là già rồi thì phải đi vô viện dưỡng lão ngủ, viện dưỡng lão ở, lâu lâu cuối tuần nó mới vô nó thăm. Thì y như con mình lúc nó nhỏ, nó ngủ thì mình cho nó ngủ riêng, thì có cái gì mình mới qua mình thăm nó. Thì giờ ông bà già thì cũng phải ngủ riêng, ở riêng, tự lập nấu ăn đi, đúng không? Cuối tuần mình lại mình thăm thôi. Đó, thì còn nói về ngược lại cái bữa ăn gia đình, khi mình con cái mình lớn, mình nói nó là tại sao không có dành bữa ăn gia đình. Xin lỗi, hiện giờ các bạn cứ do cái guồng máy công việc làm, để chi? Làm để cho con cái. Thực chất con nó đi từng cái giai đoạn các bạn, có những lúc mình đưa yêu thương nó rất là nhiều, nhưng nó không có hiểu cái sự, nó chưa hiểu cái sự hy sinh đó của mình. Mình làm những cái khoảng thời gian nào mà nó hiểu được cái sự hy sinh của mình cho nó thì mình nên làm. Còn những cái thời điểm nào cái đầu óc của nó chỉ là vui chơi giải trí, mình đừng ép nó hiểu được những cái khó khăn của mình làm ra ha các bạn. Cho nên á, khi mình làm á, có nhiều gia đình á cứ làm riết, không có một cái thời gian, cứ nghĩ là mình đi làm để mình nuôi nó, mình nuôi gia đình, mình chăm sóc. Mình rất thương cho bản thân những người đó, mình cũng vậy nha các bạn. Rồi á, có những cái bữa ăn nó đâu có biết là mình rất là muốn ở nhà để ăn chung với nó phải không, nhưng mà mình phải đi làm overtime, mình phải đi làm nhiều khi mình chỉ về nhà là mình chỉ thấy cái giường thôi các bạn. Thậm chí mình thấy cái người làm, người ở trên hãng nhiều hơn mình thấy gia đình của mình. Thì chính vì vậy là nó đâu có bữa ăn gia đình đâu. Khi nó còn nhỏ mình không có cho nó một cái bữa ăn gia đình thì tại sao các bạn nghĩ tương lai các bạn già nó nghĩ là cái bữa ăn? Tại vì cái viễn cảnh đó nó chưa hề thấy trong cái cuộc sống của nó, mà có nghĩa là nó nghĩ là các bạn ok, các bạn chấp nhận cái cuộc sống như vậy cho nên mới cho nó cái cuộc sống như vậy. Có nghĩa là nó đâu có nghĩ các bạn cần cái bữa ăn cơm gia đình, nó đâu có thấy cái sự vắng mặt của nó là một sự thiếu sót hay một cái sự gì không vui trong gia đình đâu, đúng không? Thì nó tương lai nó lớn thì nó cũng y chang vậy. Các bạn cho nó hoài trong những ngày lễ lộc thì sau này nó lớn nó cũng, các bạn nhìn kỹ lại đi, thực sự cái đó là cái rập khuôn ngày xưa mình cho nó đó. Nó có thể cho bạn một món quà nhưng nó không có cho bạn thời gian, đúng không? Mà hiện mà sau này mình già mình cần đó là mình cần thời gian nó gần gũi với mình, chứ mình không hề cần tiền của nó hay cần quà cáp của nó, đúng không? Thì ngược lại cái thời gian đó chỉ là nó chưa, con đường của nó đi chưa dài để nó đòi hỏi những cái gì thôi. Nó chỉ biết là nó đòi hỏi vật chất thôi chứ nó chưa hiểu được cái khác. Còn khi mà tới cái tuổi mình cần có nó là con đường của mình đã đi hết rồi, thì mình thấy mình cần con mình gần với mình là mình vui rồi, không? Chứ mình không có cần vật chất nó đem về đâu, mà giờ nó đi suốt là nó ở với bạn gái nó, bằng boyfriend của nó hay này nọ, không có với mình. Thì ngược lại cái thời gian ngày xưa mình không hề cho nó, thì những cái đó là thực ra là cái cuộc chơi mình đã tự tạo á mọi người, thấy không? Cho nên nếu mà một người cha mẹ nào đang trách con cái là như vậy thì chỉ cho 5 phút, mình xin các bạn để 5 phút các bạn suy nghĩ lại coi mình có nên trách con của mình hay không. Mình không có phải binh nha các bạn, mình không có phải binh với trẻ, tại vì tương lai con của mình nó cũng sẽ lớn lên. Thì chính vì vậy mình đang ở một cái lứa giai đoạn là mình vừa làm con của ba má mình mà mình cũng vừa làm cha mẹ của một cái thế hệ kế tiếp. Thì mình ở đứng ở một cái cân đằng chính giữa thì mình hay dừng lại để mình suy nghĩ làm sao để khắc phục những cái khuyết điểm đó mà mình đang thấy trên cái bước đường của mình đi. Thì chính vì vậy mà vợ chồng mình á hiện giờ là mình đi làm ý ở nhà, nhưng mà khi mà mình đi làm á mọi người, mình đi làm là chỉ mình nghỉ ngày thứ hai chủ nhật thứ hai, còn ông xã mình ngày thứ bảy chủ nhật. Tất nhiên vợ chồng mình chỉ gặp nhau một ngày, trọn vẹn một ngày là ngày chủ nhật thôi, đúng không? Còn ngày thứ hai mình nghỉ, ổng đi làm. Thì dù bận lắm mọi người, nhiều khi công việc của mình về sớm được, có nhiều khi mình
mình làm phải làm rất là trễ. Thì làm gì làm nha, làm gì làm, tụi này cũng là cố gắng dành thời gian giống như là thứ sáu, nhiều khi mình về rất là mệt nha mọi người. Mình làm, ông xã mình cũng làm, mà mình làm thì trễ, nhiều khi 6-7 giờ mình mới về ha. Nhưng mà cũng phải đi, cũng thứ sáu nào cũng phải đi ra ngoài ăn, là vợ chồng con cái đi ăn ha. Rồi đi ăn chỗ nào có trò chơi thì cho bé nó chơi, thì mình ngồi đó nhiều khi mình mệt lả luôn mọi người, mà cũng phải ráng. Rồi nhiều khi tối về ha, lên giường ngủ hay là về nhà chủ nhật ha, là đi chơi đâu chơi cũng phải có thời gian dẫn nó đi ra ngoài công viên chơi hay là này kia chơi mà ngồi ăn. Nhưng mình hay nói là dù mình không có thời gian ngồi ăn với ông xã của mình, nhưng mình cũng dẫn ẩm đứa con ngồi kế bên coi ổng ăn, rồi ổng xong ổng chơi ổng ngồi mình ăn. Không thể ăn chung được tại vì nó khóc nó la, nhưng mà mình cũng phải cố gắng. Thế là cái gì mình y như là tiếng Anh nó nói là if there's a wish there's a way. Nếu mà mình có ước muốn mình làm cái chuyện đó thì thầy sẽ nói là sẽ có cách. Có nghĩa là mặc dù cái quỹ thời gian của mình rất là chặt nha mọi người, nhưng mà mình cũng phải ráng tới mức có thể để mình có một cái khoảng thời gian cho gia đình. Thì con mình cũng vậy, mình quan tâm cho nó, mỗi lần mình làm cái gì cho nó mọi người, mình cũng nói cho nó là nhiều khi 11 giờ đêm nha, nó mình lúc buổi sáng, lúc buổi chiều chiều mình kêu nó ăn cơm nó không ăn. Nhưng mà tới 11 giờ khuya cái nó nói mami giờ đó bụng mình rang, rất là buồn ngủ nha mọi người. Mà các bạn tin không, mình rất là nóng tính nha, nhưng mà không biết làm sao, có những cái mình suy nghĩ rất là cái gì cũng vậy hết. Mỗi lần mà con mình mà nó đói bụng là mình ngồi dậy liền, mình dòi lại, mình không có phải kêu nó xuống giận dữ này, mình ẵm nó đi xuống, bỏ nó lên ngồi ăn. Mình vừa ăn mình vừa chỉ nói nè, con biết không, giờ này mami rất là buồn ngủ luôn. Mami nói với con là chiều con phải ăn mà con không ăn, mà giờ này con ăn mà mami thương con tới mức độ mami phải ẵm con xuống, mami đút cho con ăn tại mami không có muốn cái tummy của con đói bụng. Nó cái nó nói con cảm ơn mami, cái nó ôm mình nó hôn, là nó cảm thấy cái sự trìu mến của mình cho nó. Xong rồi mình nói mai mốt mami già lụm khụm vậy nè, rồi con có cho mami nói đói bụng, con có cho mami ăn không, cái nó khóc, nó nói nó không muốn nó già. Thì mình không biết cái tương lai nó như thế nào nha mọi người, nhưng mà đó là những cái ý mình nói, con mình nó lớn tự phát triển từ ở giai đoạn nào thì mình dạy nó theo, mình không có dạy trước các bạn. Giống như mai mốt để nó nghe, mai mốt mà lớp 1 mà nó đi học là đừng nói mình dạy học vô trong học được gì học, không biết về nhà mình chỉ. Mình không có chủ trương con mình là phải top nhất lớp hay này kia, mình rất là tư tưởng mình rất là hiện đại rồi đó, miễn là con người tốt là được rồi, chứ không phải là học rất là giỏi, học mãi, mình không có chủ trương đó nha các bạn ha. Cái gì nó phải là thực tế, đối với mình rất là thực tế ở điểm đó. Thì nói tóm lại là mình luôn nhớ trước khi mình trách con của mình cái gì đó, tại vì nó đã sinh đẻ ở xứ Tây Phương, thì trước khi mình trách nó một cái gì đó thì mình phải ngừng lại 5 phút, mình tự hỏi mình cái tại sao nó như vậy, mình có như vậy hay không, mình đã cho nó, mình đã, tất nhiên là mình cho ai cái gì thì mình mới đòi lại cái đó đúng không, thì mình cho con mình những gì, phải mình cho con mình thời gian hay vật chất, thì lúc nào cũng vậy. Mình không có nói là các bạn cho thời gian con mình ở nhà ở không hay sao, không phải, ý mình nói là phải làm sao để nó cân bằng, có nghĩa là thời gian của mình rất hiếm, nhưng mình phải dành thời gian cho nó, mình phải cho nó biết thế nào là giá trị của cái thứ mà mình nó đạt được. Thứ hai là cái mái ấm gia đình thế nào, tất nhiên là mình gieo cái nào thì tương lai mình sẽ gặp được cái đó. Chứ bây giờ mình nói nó từ nhỏ chút xíu là giờ, ví dụ như nói chi giờ, ví dụ như trường hợp mình bẻ con mình bẻ cái chén, mình rác ruột mình chửi, rốt cuộc mình suy nghĩ lại đây, con cái chén mấy chục xe nào mình cửa chửi con mình, rồi sau này mình già cha mẹ mình bể cái chén, nói thiệt nha các bạn, nhiều khi mình cũng thấy nè ha, nhiều khi ông bà già bể cái chén mình chửi mình la mà già, ba má làm gì vậy này kia, mà trong khi con mình bể cái chén chưa chắc mình chửi ha. Không nó có những cái như vậy thì mình chửi vậy, sau này mình sẽ con cái mình nó chửi mình lại, thì mình nghĩ là ngày xưa mình cũng như vậy. Mình không phải nói là nhân quả hay là gì hết, nhưng mà ý mình nói đây là cái gì cũng vậy, mình cố gắng đến mức có thể thì các bạn ha, cố gắng. Tất nhiên là nếu nói như vậy là ồ vậy là thôi ở nhà ở không đặng nuôi cho con, không phải, các bạn đủ thông minh để hiểu ý mình muốn nói cái gì ha. Có nghĩa là để độc thân thì nó dễ rồi, có một cái gia đình, có một người chồng, có con, trách nhiệm nó rất là khác hả các mọi người. Nó rất là khó, mình là đàn bà, mình vừa làm trách nhiệm của một người mẹ,
người vợ, đúng không? Người mẹ, người vợ, rồi là một người cuộc sống ngoài xã hội nữa. Mình mang trên người rất là nhiều cái trách nhiệm, đúng không? Mà cực không? Cực. Có buông bỏ không? Không. Phải ráng mà gồng gánh, tại đâu cái đó là cái lẽ đời nó là như vậy, cái bản chất của đời sống nó là như vậy. Cho nên mình phải chấp nhận nó thôi, mà mình phải ráng làm sao để dạng toàn nó thôi ha, chứ không phải vậy mà thôi. Rồi mình bỏ cuộc ha các bạn. Cho nên nếu mà các bạn nào đang trách con mình á thì suy nghĩ lại trước khi mình trách ha các bạn ha. Tại vì cái gì cũng vậy hết á, mình không phải nói các bạn sai, các bạn trúng gì hết, nhưng mà mình phải nghĩ cái nào mình nên làm. Có những cái thì mình thấy là và đa số là người Việt của mình á, là cứ cho con đi học, học riết, học mãi rồi mình làm hết. Cái sự hy sinh của mình nhiều khi sau này nó không có được đền đáp á, thì mình buồn, mình tủi ha mọi người. Nhưng mà cái đó không phải là không có bị đền đáp đâu. Thực sự cái sự hy sinh của mình nó cũng trả đó, mà nó trả đúng nghĩa như những gì mà ngày xưa mình cho nó. Như là mình cho nó vật chất thì nó cho mình vật chất. Mà đa số khi mình về già là đa số họ cần cái tình thương, cái sự gần gũi, cái thời gian con mình cho, thì quá khứ không có quay lại cho mình đâu ha mọi người. Nếu mà người nào mà cảm thấy không quá trễ thì sửa ha, thì điều chỉnh lại, chứ mình cũng dám nói sửa ha, điều chỉnh lại để sau này á, mình hy vọng mình cho con mình có một cái định hướng nó đúng, để nó làm cho mình. Thực ra mình cũng ích kỷ lắm chứ không phải mình tốt làm gì đâu, mình thương nó để chủ yếu là sau này mình già nó thương mình lại, nói vậy thôi. Nó thật ra cũng ích kỷ vậy ha, nó gì cũng vậy. Sau này nó như giờ con của mình á, hai đứa lớn lên ai biết nó làm sao, đúng không? Thì mình thương nó, mình dạy cho nó những điều gì mình kỳ vọng ở tương lai thôi. Thì chứ đừng có nghĩ là bù đắp lại những cái thiếu sót của mình nha mọi người. Đừng có đem cái sự thiếu sót của mình mà áp đặt lên cho con mình. Những cái thiếu sót của mình là mình thiếu cái khoảng đó. Mỗi người có một cái nhu cầu nó khác nhau. Nhiều khi mình là mình cần những cái vật chất đó ngày xưa, nhưng mà thực sự con nó lớn ở xứ này rồi, nó đâu có thiếu cái gì nữa. Chẳng qua nó muốn để nó thỏa mãn cái niềm đam mê của nó, nhất thời của nó thôi. Cho nên mình đem cái nhu cầu, cái nhu cầu của mình ngày xưa mà mình áp đặt cho nó rồi mình cho nó, thực ra nó là dư mọi người. Y như mà ta nói vitamin uống nó vừa đủ thôi, uống nhiều quá nó cũng không có tác dụng gì hết các bạn ha. Thôi mình mỗi lần mình nói gì sao mình hay cao trào lắm. Rất là ngon. Cái này mình thích kho mà dạng giòn giòn nè, rất là ngon. Nói thiệt mọi người, chứ mình á, ví dụ như á, con mình nếu cái này mình cũng thấy ở cái thời buổi này rất là nhiều nha mọi người. Mình thấy là mình cũng không thích lắm, nhưng mà cái này cũng quan điểm riêng của mình thôi nha. Ngồi đây này rảnh quá xàm xí đấu vậy thôi chứ cô không phải gì hết. Mình thấy có những người á, họ thương con của họ quá mà họ giữa con họ với cha mẹ hai cái tình thương khác nhau, mà tại sao họ không hiểu? Có những người, thí dụ mình nói thí dụ nha, có một cái món ngon gì đó, quý gì đó, tốt, hiếm, đâu hàng hiếm, mình nói thí dụ vậy đi. Giữa con mình với ba má mình sẽ cho ai? Đa số hiện giờ mình thấy á, là cái gì ngon nhất, quý nhất mình dành cho con mình, đúng không? Mình ngược lại mọi người, thiệt tình mình ngược lại. Nếu mà mình có như vậy mình cho ba má mình ăn,
chứ mình không có cho con mình ăn. Các bạn biết lý do tại sao không? Con mình cái đường đời nó còn dài, nó còn rất là dài để nó còn thử tất cả những gì nó muốn. Cái đây nó còn tiến lên mà ở đây nó thụt về. Thì nếu mà có cái đó, thà mình cho ba má mình hưởng, ba má mình phải thưởng thức trước, chứ không phải là con của mình, là cái điều ngược lại ha. Thì đa số mình thấy như vậy, cái đó là quan điểm riêng của mình ha. Còn các bạn làm sao thì mình không có biết, mình không có nói đúng hay sai ha. Nhưng mình nói cái video này không có đúng và sai, mà chỉ là nên hay không nên. Với lại mình suy nghĩ một chút xíu, thấy cái nào nó thuận tình thuận lý hơn thì mình làm thôi mọi người ha. Thì cái này rảnh rỗi xin nông nổi ha, ngồi nói chuyện xàm xí đố vậy thế nào cũng có gạch đá. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà chịu suy nghĩ khoảng mấy phút thì sẽ hiểu cái ý của mình, không có cái gì xấu hết á mọi người ha. Mình không có gì xấu hết á, sẵn tự nhiên mình nhiều khi mình nhìn con mình, hoặc là trong cái lúc mà khi mình nói chuyện như vậy là không có một cái đề tài hay chủ đề gì khi mà mình làm cái video đâu mọi người. Nhiều khi thỉnh thoảng đâu đó vô tình đi chỗ này gặp cái người này nói vậy, người kia tâm sự này kia, cái sẵn đó cái mình nói vậy thôi, chứ không phải là một cái chủ đề gì mình dự tính trước ha. Thôi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Dù có ghét hay không ghét gì cũng nhớ nhấn lúc đăng ký cho kênh của mình nha mọi người. Thank you.